Kênh Oxin Thờ Đụng xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Oxin nhận một cái đơn hàng của Spi gửi từ Trung Quốc về. Cái này là đồng hồ vạn năng Hbox HT118A, bộ đếm lên đến 6.000 DC và AC, số lượng thì một cái. Và hàng trung chuyển tại Long Biên, Hà Nội. Thì bây giờ không nói dông dài nữa, mình sẽ khui ra và xem bên trong nó có cái thứ gì nha. Đây có Trung Quốc về mà về thì cũng hơi là sơ sài đó. Thì đây là bên ngoài của cái đồng hồ đo vạn năng, mọi người xem có một chút mốc méo này, chắc đây là do vận chuyển quăng đi quăng lại đây. Mình cầu mong sao là nó không đi sao hết. Rồi mình sẽ mở nó ra. Bên trong thì có một quyển sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh. Mình bỏ qua một bên đó nha. Và mình các bạn xem cái đồng hồ khá là to. Đây là nhân vật chính của nó. Mình xem ở nhà. Sau này là có một cái thước để quay đo có cái gì. Bộ cái đó cũng nhìn xịn sò phết các bạn. Mình phui ra. Silicon rất là mềm. Mắc là 10A. Cái đo này đo mắc đến 10A. 1000V, 600V. Cái này ghi từ 1000V, cái này 600V. Cái này là đo nhiệt kế 1 độ. Đồng hồ khá là đẹp. Đồng hồ không có pin. Giờ mình đã đi mua pin về, lắp nó vô rồi. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Thì trực quan bên ngoài thì rất là ok. Màn hình to, các nút bấm rõ ràng, nút rất là chắc chắn, đẹp. Thì hình thức thì ok. Bây giờ mình sẽ dùng cái đo này. Cái đo này, cái đo cũng là chắc chắn 10A. Rồi, rồi tầm mít mấy. Bây giờ mình sẽ thử phô cho các bạn xem nhé. Giờ mình đo về DC. Đó. Mình bấm DC lên thì hai cái đồng hồ này báo, cái mặt này nó báo rất đẹp. Mình đây có một cái cái máy DC. Để mình sửa những con led. Còn bây giờ mình coi cho các bạn xem luôn. Nó hiện tại bật cả nhá. Không vuông này. Bây giờ mình sẽ cho lên tầm 5V nha. Năm vôn tròn nha. Bây giờ mình sẽ rút cái này ra, cắm thử 5V tròn nha. Âm nguồn bấm vô nguồn nguồn này, giờ nguồn cắm đẹp vô nè. Vâng, nó 4,5V, 4,5V. Thì nó cũng chênh lệch nhau như vậy, và nó có sự chênh lệch rõ rệt, không chênh lệch nhiều. 15V9 thì đây là 15V7, ok. 0V mình cho về 8V1, 8V đồng hồ báo 8V. Đây 8V thấp một tí thì qua DC mình vậy là ok rồi. Mình sẽ tắt nó đi.
Rồi mình qua, mình sẽ test nhanh cho các bạn xem. Bấm nút này thì qua là AC trên màn hình AC là báo có 50 Hz nè. Rồi mình sẽ cắm vào nha. Đây là điện 220 nè. À, các bạn thấy không? Đấy, thì mình cắm vô nè. Đồng hồ báo rất đẹp. Các bạn thấy màu đỏ nè. 50 Hz, 236 vuông, 36 37 gì vuông đó. À, và bây giờ mình sẽ chuyển qua milliohm, milivolt thì mình không dùng. À, cũng có dùng mà dùng theo rất nhỏ, như bây giờ đây là milivolt này nhỏ này. Chuyển đến milivolt này. Mình sẽ bật lên lại khoảng về đó nè. Milivolt tầm một, chưa được một vuông rồi về đó. À, 0,50 vuông đó. Bây giờ mình chỉnh lên nó cứ lên không. Bên kia đồng hồ mình chưa báo được vuông nào đó. Cả quá một vuông là nó đây là không vuông nha. Mình có chỉnh nha. Bạn xem này. Đấy, 48 49 này. Khi qua một vuông 0,9 chỉ được một vuông. Một vuông là nó tắt. Hay. Thế là ok. Rồi qua đây là phần trăm Hz. Mình sẽ bật cái đèn ngồi lên. Phần trăm Hz cho nên cái này mình không dùng. Thì mình cũng thử cho các bạn xem nha. Phần trăm Hz thì mình cắm vào đây nè. Điện 220 nè. Trên này là đây. 60 50 60 tần số Hz nhảy liên tục à. 50,3 Hz phần trăm. 80, 90, 60% phần đó Hz đó mình cũng không rõ lắm. Có gì bỏ qua. Cái này chuyển qua độ. Đo điện trở. Thì ở trên cái bảng này nè. Các bạn xem này. Có mấy con trở. Đây là mình có 2000 ohm nè. 1000 ohm nè. 560 ohm nè. Có cả nè. Bây giờ mình đo con 2. Đỏ đen đỏ nha. Đỏ đen đỏ là 2000 ohm. Rồi mình sẽ cho vô cho các bạn xem này. Đó, đây đỏ nè. Đấy, nó 1971 ohm. Nó chênh lệch nhau đó nè. Bây giờ con thứ hai nha. Nó cũng là 2000 ohm. Đỏ đen đỏ. Đấy, à nó không lệch nhau xa nè. Giống nhau luôn nha. Đó. Bây giờ đến là con 1000 ohm. Đó, chưa được 1000 ohm, 983 ohm. Và còn bên cạnh đây cũng đây nè, đó. Thế là điện trở đã ok nè. Bây giờ mình sẽ đo thêm là 560 mấy ohm đây nè. 560 ohm. Chưa, đây. Nó sẽ nhảy. Đấy, 560 ohm, ok. Còn này 2000 ohm à. Còn này 200 ohm. Đỏ đen nâu còn 200 ohm. Giờ là mình chuyển qua thang này là thang thông mạch. Thì thang thông mạch các bạn xem nào. Thì mình chuyển hai quay lại cho là có cái đèn xanh. Mở ra nè. Và mình thử nhanh nhá. Rất là ok. Bây giờ mình sẽ chuyển qua thang đi ốp. Thang đi ốp. Thông nè. Giờ mình đo lại con đó nha. Chở que nha. Nó không thông nè. Các bạn xem nè. Và mình có đấy có mấy con led. Đây mình có mấy con led nha. Cũng để thang đi ốp của mình đo cho các bạn xem. Không thông nè. Không nè. Đấy. Trở lại nè. Không thông nè. Không nè. Lách báo 1,7 vô nè. Không thông nè. Đó, thông nè. 2,5 vô nè.
Đó là những gì mà cái thang bị điện trở đi ốp và thông mạch để cho mình biết. Và bây giờ mình qua đầu tủ vì mình làm bên điện gia dụng cho nên là tủ mình hay làm hơn. Con này là trên này báo là 5 mi 540V của hãng Daikyo. Giờ mình sẽ chọn hai que này vô nào. Đó. mi 4800 mi đi. Tiếp tục mình có một con tụ phân cực. Tụ phân cực này thì phải đen, thì phải có cái vạch tụ phân cực này đen thì theo đen nha, có cái vạch này nha. Con này là 220 mi microfarad. mi. Ok. Và mình tiếp có mấy con tụ phân cực cho con này dùng rồi nè. Con này là 1.5 mi 400V. Tụ này tụ của Thái nha. Tụ này trong cái quạt Thái nè, quạt zip line nè. Mình thử nhá. Nó không phân cực. 1.4 mi đó, 1.4 mi nè. Quay lại có 1.4 mi. Nó phân công cực cho nên là đầu nào cũng được hết. Công nhận cái đèn này sáng lâu. Mình có mấy con tủ cũ này. Tủ tủ 2000. Đo tủ không được núm vậy bạn nha. Nó sẽ báo bậy nè. Để mình coi nè. Đây, hai. Báo cả cái điểm rung cho người mình nè. 28 nè. Nhưng con tủ này có 2 mi thôi. Bây giờ mình sẽ đặt xuống mình đo. Đặt xuống thì đặt hai dây xuống bàn, kẹp vô dây. Nó lên lên đúng rồi. À, 2 mi đúng bạn thấy chưa? 2 mi chuẩn này. Rồi. Giờ là còn gì nữa không? À, nhiệt độ. Bây giờ mình chuyển qua đo nhiệt độ. Thì hiện tại mình đây là 38 độ C. Nghe gì mà 99% nó biết ép nó biết, mình cũng rõ lắm cái này. Và 7 vô độ C. Ok. Còn ba cái nấc đo ampe này thì bật cái thì nó dụ que đỏ cắm qua đây. Nấc nữa thì que đỏ vẫn cắm đây. Và nấc nữa thì que đỏ phải cắm lên trên nền này không nó đứt cầu chì. Nhưng mình không dùng thì thôi. Mình bỏ qua cái câu này. Bây giờ NCV. Bây giờ NCV á thì mình sẽ dùng cái dây điện nhá. Mình đặt nguyên vậy nhá. Đây là cái màu hàm có điện nhá. Giờ mình dây nào là có điện, cái dây nào là có điện nè, cái dây điện. Bây giờ mình đặt xa như vậy. Đặt cài gần. Đó, nó báo nè, cái đèn nó chuyển qua đỏ. Mình lấy cái đi là nó không có nữa nè. Đó, nó cũng xa lắm à. Nó báo điện nè, nhìn thấy không? Từ đây qua đây. Nó báo về tầm 10-15 phân gì đó. Báo cách xa 15 phân nè. Nhìn xa nè. Đấy. Và trên đầu nó có điện nè. À, nó báo nè. Điện gần này. Thì bây giờ mình được biết là cái chức năng này nó có thêm là phân biệt được cái ổ này là bên nào dây nóng và bên nào dây lạnh. À, bên nào dây nóng, bên nào dây lạnh nha. Bây giờ mình rút cái màu đen ra để mình cầm que thôi. Để kiểm chứng cho các bạn xem thì đây là cái bút thử điện này. Khi mà cắm vô dây nóng là nó sẽ báo đỏ này. Đấy không? Ủa sao đây? Đó, đây. Các bạn thấy không? Đỏ nè. Thấy chưa? Đỏ nè. Cắm qua lỗ này là không nè. Đấy, không báo gì hết nè. Mình dùng giúp ta nha. Bây giờ mình chọt cái que này vô nha. Nó đã báo cái này báo đỏ nha. Là dây nóng nè. Thì chọt vào đây. Cái này báo xanh. Dây L này.
Cái hay của nó là như thế. Đây mình chức năng ok. Đèn thì bật nãy giờ nó cũng tắt này, cũng lâu vậy nhưng bấm rồi nó mới tắt đèn, bật nó lại sáng. Và mình coi thử cái đèn sau nhá. À còn thấy không, cũng sáng lắm, rọi được ha. Thôi mình cũng đánh giá qua như vậy thôi, vì mình cũng mới mua cho nên là mình cũng không phải là chuyên gia đánh giá, thôi mình chỉ biết đến như thế nào thì mình làm như thế đấy cho các bạn xem và bác có sự lựa chọn nên mua hay không mua. Mình thấy giá 450 như thế này thì quá là ok với mức giá một cái đồng hồ đo vạn năng, cũng đầy đủ chức năng lắm chứ không phải đâu, không phải thiếu thốn cái gì, nó đầy đủ chức năng hết tất cả, mọi thứ đều là hoạt động tốt. Còn cái nút hold, hold này là lưu lại chỉ số, mình chưa thử các bạn xem nè. Hold đây là lưu lại chỉ số, mình cũng chưa thử các bạn xem là mắc minh là hình như là vôn DC. Mình chỉnh theo cái nút này lên cao bao nhiêu thì nó sẽ lưu lại cái chỉ số cao nhất của lúc mình chỉnh cao nhất ạ. Mình chỉ biết vậy thôi. Thì hẹn các bạn thời gian tới mình sử dụng nó, mình làm với nó, rồi nó tốt như thế nào, nó xấu như thế nào mình sẽ review lại cho các bạn xem sau nhá. Đến bây giờ thì mình thấy cảm giác rằng nếu mà mới đây thì mình cũng rất là ok, mình rất hài lòng vì với đồng tiền 450.000 mình bỏ ra để mình mua một cái đồng hồ như thế này để mình sử dụng. Mình nói thật với các bạn là mình làm nghề thì cũng khá lâu rồi. Mình sử dụng con huyền thoại này. Con này DT có mã DT3830B. Cũng lâu rồi, thay 2-3 lần pin rồi. Mà chưa hư. Đến bây giờ mọi chức năng vẫn còn ok. Chỉ số về điện trở báo cũng chuẩn. Mình mỗi tội nó không đo tụ được tụ, và DC AC thì báo cũng rất là chuẩn. Không. Đấy. Mình sử dụng cũng khá lâu rồi, chưa hư hỏng gì. Mà bề cũng quăng tống con ngược con xuôi. Mình nhớ là cái này mình mua hồi xưa là có 60 mấy nghìn thôi. Nhưng mỗi tội là nó không có chức năng đo tụ, và khi đo điện trở hoặc là đo DC thì cắm vô là cái sự phản hồi nó hơi bị lâu, không có chế độ thông mạch. Có chế độ thông mạch nhưng không có tiếng kêu, không có đèn kêu, không bíp bíp. Không có chế độ đo diode 10A rồi đo trang ti to. Thì những thứ đó mình ít khi dùng, mình không có mấy khi mà dùng đâu. Mình chủ yếu là đo tụ, đo thông mạch, rồi đo số ôm của các cuộn dây, rồi xử lý về những gia dụng, cho nên là mình ít khi sử dụng về những cái chức năng khác. Và mình thấy các cái kênh nước ngoài họ review về cái đồng hồ HT 8A này rất là ok, cũng đạt được 4.5 sao của những người khó tính. Thì bây giờ mình mua về sử dụng thì mình dùng thử, trong thời gian mình thử thì thấy là ok, thì mình cũng quay lại để đưa lên cho các bạn xem. Các bạn thấy hay thì cho mình một lượt like, và các bạn chưa đăng ký thì xin đăng ký để nhận video hay nhất về sau. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn.